Hi, xin chào anh em. Chào mừng anh em trở lại kênh mình nha. Rồi, hôm nay thì thứ sáu nha anh em. Đó, mình có lên clip cho anh em xem ít dàn đèn xe đẩy nha. Đó, xe đẩy hàng. Đó, với mấy cái tại bãi của mình nha anh em. Bãi của mình là ở thành phố Hồ Chí Minh nha. Dưới chợ Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh nha anh em. Cách chợ Bình Chánh tầm 300m. Hướng về Long An nha, Bình Lức. Rồi. Thì trước tiên vô video clip thì xin chúc các anh em xem video clip có một buổi tối tràn đầy niềm vui và sức khỏe nha. Đó, thì hôm nay thì mình cũng lúc trước thì bãi về dàn đèn xe đẩy thì hôm nay mình cũng quay lên cho anh em xem. Đó, dọn dẹp hết rồi. Đó, gọn gàng. Đó, xe ra xe, trụ ra trụ hết nha. Đó, trong trụ thì để bên trên kia nha anh em. Còn này là xe đẩy, với còn mấy cái này là cái trụ là sáng hết luôn nha. Trụ này là sáng được luôn nha anh em. Đó, rồi giờ mình sẽ vào chi tiết cho anh em xem nha. Ở hôm nay được có được mười mấy cái trụ nha anh em. Đó, trụ đèn. Thì con này thì giờ mình sẽ vào chi tiết nha anh em. Điển hình con đây, như con này trước này nha. Đó, xe đẩy hàng. Đó, nó vừa có xe đẩy luôn nha anh em. Đó, xe đẩy nè. Đó, chiếc xe đẩy này thì chiều dài của nó là này là 60. Đó, 60. Nếu mà tính từ bên này hai cái mâm này là 60. Còn tính luôn cái bánh là 80 nha, 80 cm nha anh em. Đó. Còn cái chiều rộng, còn cái chiều dài của nó là được tầm 80 nha, từ này đến cái này 80. Đó. Con này thì của Nhật nha anh em. Sắt rất là dày luôn à. Sắt rất là dày luôn nha. Đó, sắt tầm 5 ly nha anh em. 5 ly. Bánh xe nè, bánh xe rất là đẹp luôn. Bánh xe không bị mốt méo gì hết nha, không bị bể gì hết đó. Răng thì còn cũng khá là đẹp. Này bãi Nhật là xài anh em đẩy hàng là vô tư. Đó. Con này thì nó có tay đẩy nha anh em, tay đẩy nè nó có ben luôn nha. Đó, tay đẩy thì nó có cái ben, có ben thi lực. Đó, đẩy vậy xong rồi hất lên là nó tự đẩy lên nha. Đó, tự đẩy lên nha anh em. Đó, rất là gọn. Này thì nó có cái chiếc cái trụ đèn luôn, trụ đèn nha anh em, cái trụ đèn luôn, là nó có hai bóng đèn luôn nha, hai bóng đèn nha anh em. Đó, hai bóng đèn. Đó, cái này xoay được luôn nè, em tháo ra xoay luôn nha. Ừ, xoay 360 độ xoay anh em, xoay nè, này là quay được luôn nha, quay nè. Đó, anh em mà quay nè, thấy không, quay sáng. Con này thì nó cái trụ này cao được tầm 3 mét nha anh em. Quay lên tầm 3 mét. Trụ này bị mắc, bị cong cái này rồi mà quay không được. Đó, mình sẽ quay cái trụ này cho anh xem. Đó. Trụ này quay bằng hộp nhông nha, nhông. Này trong này nó có nhông, hộp nhông của nó. Quay cái này bằng xích nè. Quay rất là nhẹ luôn, rất là êm luôn nha. Không nghe tiếng luôn nha anh em. Đó, quay. Đó, anh em thấy không? Đó, quay bằng dây sen luôn. Đó, cây này thì chịu tải khá là cao ấy. Đó, dây sen nè. Đó, quay dòng dây sen luôn nha. Đó, trụ này ít về lắm nha anh em. Ừ, quay lên. Ừ, quay lên nha. Đó, quay lên. Con này là sáng, siêu sáng luôn nha anh em. Mình có video clip test sáng luôn nha. Đó. Đó, trụ đèn này bằng inox nè, inox nha. Và inox. Đó, trụ này bằng inox nha anh em. Ừ. Bằng inox. Đó. Trụ bằng inox nha. Cái này bằng sắt, ngoài bằng inox. Đó, trụ thì cũng quay xuống. Con này thì nó sáng luôn nha anh em. Đó, có nút on off nè. On off nha. Kim điện 110 nha anh em. Có anh em nào có cái xiếc á tầm tiếng áp á tầm khoảng 2 kg, 3 kg, 5 kg nha. 5 kg thì sáng như nữa. Này nó có cục biến điện, cục tông phô à. Đó, nó sẽ đốt sáng cái bóng đèn này sáng lên nha. Đó. Xe đẩy. Thì xe thì mình anh em mua xe bán xe luôn nha. Đó, này có xe. Đó, xe mình tháo ra nha anh em.
cây này thì mình tháo mấy cái trụ bự kia, đó, mấy trụ to như vậy nha, đó, trụ to này, mà cái trụ to thì nó không có không sáng được, nên mình tháo ra bán chiếc xe cho anh em. Lái luôn, thấy không? Lái này. Rồi chiếc xe này thì anh em nào mua thì mình bán 2,2 triệu một chiếc nha anh em, 2,2 triệu nha. Đó, 2,2 triệu một chiếc xe này. Đó, đẩy hàng đẩy quá đã luôn, quá chắc luôn nha. Ừ, xoay được nè, 2,2 triệu. Đó, còn được nếu mà chiếc rời thì 1 chiếc, 2 chiếc, 3 chiếc, 4 chiếc, 5 chiếc, 6 chiếc nha. Chắc được mười mấy chiếc anh em ơi. Cũng khá là nhiều, cũng khá số lượng. Đó. 2,2 triệu một chiếc nha anh em. Rồi. Rồi thì bóng đèn này, nguyên cái trụ này thì mình bán nguyên trụ đèn này nha anh em. Đó. Trụ đèn này luôn, có đèn sáng luôn nha anh em. Làm sáng nha. Đó. Làm sáng luôn nha anh em. Nó 4,5 triệu một chiếc nha, 4,5 triệu. Để anh em 4,5 triệu nha. 4,5 triệu nha anh em. Đó. Đó. 4,5 triệu. Đó. Đèn này nha anh em. Rồi có được chiếc xe mâm cao nữa nha. Mâm cao này nè. Mâm cao này thì mình tháo bánh ra ngoài rồi nha anh em. Đó, tháo bánh ra ngoài rồi. Đó. Về nó tháo bánh trong kia kìa. Bánh ra ngoài. Đó. Thì này nó không có bánh. Đó. Đó, chiếc xe mâm cao. Anh em hỏi rất là nhiều. Đó. Này vô bánh hết nha, vô bánh cho anh em xài luôn nha anh em. Chiếc xe này mâm xe này quảng cáo khá là nhiều rồi. Đó, mâm thì nó cái bánh thì nó thấp hơn cái mâm. Đó, anh em dễ đẩy hơn. Đó, chiếc này 2,6 triệu một chiếc nha anh em, 2,6 triệu. 2,6 triệu nha. Đó. Rồi, thì cái dàn đèn này là anh em làm sáng luôn nha anh em. Em làm sáng luôn cho anh em nè, 4,5 triệu một chiếc. 4,5 triệu nguyên cái dàn này nha anh em. Làm sáng luôn. Test video clip cho anh em xem luôn nha. Đó, 4,5 triệu. Rồi, cái này có mấy chiếc xe mâm thấp nữa nha anh em. Xe mâm thấp. Mâm thấp thì cái mâm thì nó thấp hơn cái bánh. Đó. Cũng xe bãi Nhật luôn nha. Đó, xe sắt rất là dày luôn. Anh em về gác cái mâm sắt cho lên là đẩy hàng được nha. Đó, lái được luôn. Đó, mình sẽ lắp bánh lên vô cho anh em nha. Lắp bánh. Lắp bánh luôn nha anh em. Chiếc này thì cũng 2,2 triệu luôn nha anh em. Đó, gắn bánh luôn cho anh em mà 2,2 triệu. Đó, giống chiếc này luôn nha. Mấy chiếc này 2,2 triệu. Đó, 2,2 triệu nha. Rồi, thì hàng thì cũng khá là nhiều. Mình sẽ quay cái gì mình quay cho anh em xem nha. Đó, mấy khung này khung để đắp máy. Mấy khung này để mình đắp máy nha. Đó, chắc lên để đắp máy nè. Đắp máy đầu nén đĩa xe. Đó. Đắp máy. Đó, như chiếc này nha anh em. Đó, đẩy hàng anh em đẩy nè. Lái. Đó, quá đã luôn. Đó. Quá đã luôn nha anh em. Này có mấy bóng đèn mình tháo ra nè, bóng đèn là lũ phủ luôn. Bóng đèn này mình tháo ra nha. Đó, tại vì nó bị bể hết, nó bị không liền lạc thì mình tháo ra. Có mấy bóng đèn này nha anh em. Mấy bóng đèn này khá là đẹp luôn. Bóng đèn này nha. Bóng đèn này thì anh em về thay cái bóng đèn của mình nha, thay bằng led của mình á. Anh em xài nha. Quạt à. Quạt à. Hả? Bóng đèn này nha anh em. Đó, bóng đèn này nha. Bóng đèn này thì mình bán 4,5 triệu nha. 4,5 triệu cái bóng đèn này. Đó, 4,5 triệu. Còn có được này 4,5 triệu nha anh em. Đó, 450k một cái. Khá là đẹp luôn. Anh em nhỏ anh em thấy không? Quá đẹp luôn. Hai cặp này là vì anh em sáng chiếu sáng là bao đã luôn nha. Trong này có mấy bóng đèn về bóng đèn sẽ đốt mà anh em về chế cháo nha anh em. Chứ anh em về chế cháo nè. Này 50k một cái thôi, 50k cái bóng đèn này. Bóng đèn không đây nha anh em. Anh em về chế cháo nha, 50k. Được mấy cái à, chứ nó bị bể hết rồi. Anh em thấy không? 50k một cái. Này trong này thì giới thiệu cho anh em ít cái thùng máy đi xe, thùng không nha. Thùng không, thùng mình tháo máy hết rồi nha anh em.
Đó. Mấy thùng này là ok 511 mà. 511. Còn mấy thùng này cũng ý. Đó, thùng ok 511. Ok 511 nha. Ok 511 thì thùng này dưới này bằng inox nè. Ở dưới này bằng inox. Ở dưới này bằng inox nha. Đó. Ở trong nè. Thùng inox, dưới này về anh em chía cháo mà chía máy rửa xe hoặc máy phát điện, máy để trong cái thùng thùng nước. Ở dưới này có thùng nước inox, phao cơ đầy đủ nha. Đó. Thùng này 2 triệu một con nha anh em, 2 triệu một cái nha. Anh em về chía cháo. Đó. 2 triệu nha, 2 triệu một cái. Đó, cái thùng này cũng đi cũng 511 luôn. Còn mấy cái này thùng ý. Mấy khung này thì để ráp máy. Đó, mấy thùng này ý nha anh em. Ý nè 1.8 một cái nha. 1.8 một cái. Có khung bự nè. Đó. 1.8 nha. Ừ. Phao cơ nè, 4 bánh xe nè. Bánh xe đẩy luôn. Ừ. Cái mâm sắt nè, để mình gắp máy đi xe, gắp thùng á, để thùng lên. Đó. Khá là gọn, có thùng nước ở dưới nữa, cấp nước vào này. Đó. Mình ráp lên rất là nhiều rồi. Đó. Nên anh em mà chế cháo thằng này thùng thì lúc thì kiếm thì khó ra lắm. Ở trong này có cái mâm khung mâm bự lắm. Đó, nhìn chế mình đầu lớn. Đó. Được rồi, cái này thùng này cũng khá là đẹp nha anh em. Đó, hai một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Rồi. Tiên là có mấy cái hôm nay có hai thùng dầu. Có hai thùng dầu nha. Hai thùng dầu thì hai thùng dầu này nha anh em. Ừ. Hai thùng dầu này nè. Đó. Thùng dầu đừng anh em đừng dầu mà. Thùng dầu này là nó nằm trong cái máy, trong này cũng có một cái thùng dầu đó nha. Đó, nhìn thấy không? Nằm cái thùng dầu nữa nha. Đó, cái này giá 400k nha anh em. 400k. 400.000 nha. Và ổ nặng. Ừ. Anh em bị về để dầu cần dầu nha. Đó. 400k. Đó, không rất là chắc luôn à. Rất là chắc luôn nha. Đó. Này nó có cái kim dầu luôn nè. Đó, này có con bi nè. Len nó sẽ len lên nha anh em. Đó. 400k nha. Đó, có nắp luôn. Nắp xả dầu luôn nha. Đó, trong này có một cái nữa. Này một cái thùng dầu nữa nha. Đó, này có nắp dầu. Đó. Nắp của nó đây. Còn cao su luôn. Hai cái. Đó. Đi 400 nha anh em. Hai cái, ở trong này có một cái nữa. Trong này có một cái nha em, trong này có một cái nè. Trong này có một cái nữa nha. Rước có cái bộ kia anh khách chốt rồi. Này trong này có cái thùng inox nè, thùng inox mà thùng inox mà thùng inox này nha anh em, thùng inox nha. Đó có bao cơ này đó nha anh em. Rất là đẹp luôn. Đó anh em về chế máy đưa xe nè. Đó, này đựng nước nè. Bao cơ nha. Đó. Bao cơ. Con này thì tháo ra 500.000 nha anh em. Đó, 500.000 là anh em trước mình bán rất là nhiều rồi. Đó. Nghe thấy không? Thùng inox. Đó, mua cái thùng inox này chế về là rất là kỳ công luôn. Đó, 500k. Thùng inox, cái thùng dầu nha anh em. Đó. Dầu rất là mới luôn. Đó. Rồi, thì này mình có mấy bộ rửa xe nữa. Bộ rửa xe, máy rửa xe, thùng rửa xe nha. Đó. Để anh quay cho anh em xem. Thùng này là thùng OK 508. Thùng OK 508 nha. OK 508. Thùng dây cu loa. Đó, có lulo đầy đủ. Có lulo nha, có thùng nước, có lulo, có tự ngắt được luôn nha. Đó. Mình sẽ quay cho anh em xem. Máy này thì còn nguyên riêng nguyên bản luôn nha. Đó, hàng mình chưa dọn. Đó, hàng mình chưa vệ sinh. Để đằng bãi còn mấy cái còn trong cửa hàng của mình nữa. Cũng cũng khá là nhiều máy đi xe cao áp, dòng cao áp. Đó, con này thì thì là OK 58. Ừ. Đầu thì anh em thấy không? Còn nguyên riêng ốc. Ốc án còn nguyên riêng luôn nha. Đó, con này là GR508. Con này vệ sinh ra cũng khá là đẹp nha. Vệ sinh ra cũng khá đẹp. Con này đặc biệt là chạy dây Cura. Chạy dây Cura là chạy rất là êm. Dòng rất máy rất là êm nha. Đó. Đó, dòng máy rất là êm. Ừ.
Motor này là motor điện 3.7, điện 3 pha 38. Xài điện 3 pha 38 nha anh em. Này nó có hai rò le này, hai rò le. Đó, hai rò le nha. Đó. Cái thừa, một cái thường đóng, một cái thường mở. Con này nó thiếu đồng hồ. Để mình gắn cái đồng hồ vô nha. Trong này có hộp điện nha. Hộp điện timer thời gian. Đó, khung thì còn cũng khung chứa gắn đầu rửa và motor nè. Cũng khá là đẹp luôn. Đó. Cái này thì mình chưa vệ sinh. Để mình tháo ra. Đó, nước sơn thì nó để ngoài thì nó hơi ấy nha. Con này có lu lô luôn nha anh em. Lu lô cuốn dây. Dây này thì hơi bể rồi, mình sẽ gắn vào dây khác cho anh em. Con này nè, nó có tổng số là 3.7. Đó, 3.7 nha, điện 200V. 30 lít trên một phút, áp được 50 kg. Đó, con này lên được 80 kg được nha, 80 kg. Chạy bếp 2.5 nha anh em. 2.5 lên được 60 80. Chạy rất là êm luôn. Trong này nó có thùng nước nè, có phao cơ nè. Nè thấy không? Thùng nước, phao cơ. Đó, bánh xe đẩy đều được nha. Đó, bánh xe đẩy đi. Đó, anh em làm công trình đó, sửa xe đó, rất là ngon. Bộ này đó. Bộ này thì mình làm ok hết nha anh em. Có dây này chưa có súng nha đó. Làm ok hết 15 triệu luôn, 15 triệu nha đó. Trong này có mấy cái quạt đó, 15 triệu. Đó, bộ này làm ok hết cho anh em nha đó. Làm chạy ok hết, chạy tự ngắt luôn nha. Rồi. Rồi trong này mình có hai cái thùng mới về, hai thùng mũ, thùng đầu cô dít đầu, hai thùng đầu này là HB 403. Con này thì nó được áp được 50 kg nè. Ở vòng tua, vòng tua ngàn ngàn thì nó được lít là 31 lít trên một phút, 25 lít, 19 lít. Đó. Con này xài tự ngắt luôn nha, xài tự ngắt. Motor của nó kéo là motor 3.7, motor của Hitachi, motor đời mới luôn nha. 3.7 điện 3 pha 38. Trong này nó có hộp điện luôn nè. Hộp điện công tắc hết nha. Đó, hộp điện công tắc nè, đầy đủ. Hộp điện công tắc đầy đủ nha. Hộp điện công tắc đầy đủ nha anh em. Đó. Được hai bộ nha, hai bộ thùng chứa nước luôn nha, có thùng chứa nước luôn nha. Đó, anh em nào mua thì mình làm lên xài, bao cho anh em xài luôn. Trong này có mấy thùng OK 58 này, đó, đầy đủ hết nha. Đó, đầu vệ sinh ra khá là mới luôn. Đó, bắt in dâm ban luôn nha anh em, máy dâm ban nha. Đó, dâm ban. Đó, điện đầy đủ luôn nha. Đó, rất là xịn sọ luôn. Con này là anh em rửa xe tải, xe tải là rất là ngon. Xe tải, xe công trình nha. Đó. Này có mấy đống mình tháo thùng nước nóng ra. Ở trong này có hộp khởi động từ nè. Quay cho anh em xem nè, khởi động từ rất đẹp luôn. Khởi động từ Nhật luôn nha. Rất là đẹp luôn. Đó. Có mấy cái gánh quạt nha anh em. Đó, soạn ra. Chưa có thời gian mà soạn ra. Đó. Vào mấy con quạt này điện 100, điện 220 nè. Quạt 220 nha anh em. Đó. Quạt điện 220. Đó. Anh em muốn mua thì đó, cái nguyên cái vàng này về chế cháo luôn nha. Nguyên cái vàng luôn. Em theo nguyên cái vàng luôn nha. Đó. Này cũng có nguyên cục luôn. Đó, anh em về chế cháo. Chế này đó, nó có nguyên cục luôn nè. Máy trong này, máy thông trong thùng nước nóng mình tháo ra nha. Rồi. Rồi thì hôm nay có mấy thùng OK 58 mà mấy thùng này bị lỗi rồi. Đó. Nên mình mua gì mình lấy đồ, dạng như lấy motor, lấy đủ thứ trong này hết. Để mình quay cho anh em xem. Nhưng mấy cái thùng kia là mình dọn mình bán hết rồi nha anh em. Còn mấy thùng này nó anh em lấy đồ gì lấy đi. Đó. Như vậy nè, mình về mình lấy. Đó. Lốc thì mặt đồng trước thâu rất đẹp. Nhưng mà lốc thì nó phá, bên Nhật nó phá đó, nó bỏ. Nó về nó thanh lý cho Việt Nam mình. Đó. Bể lốc luôn, lấy motor này. Đó. Rồi, mấy con này cũng bị, mấy này cũng khá là đẹp. Mà cũng bị lỗi.
Rồi thì mình cũng có mấy cái dàn đèn nha anh em, trụ đèn nha. Đó thì con này thì trụ đèn bằng nhôm, trụ này bằng nhôm nha, trụ này bằng inox. Đó. Trụ này thì quay được nha anh em, quay lên được nè. Đó, quay lên được nha. Quay lên bằng bằng xi xích luôn nha anh em. Quay rất là nhẹ luôn nha. Đó, anh em thấy quay không? Đang quay lên. Đó. Quay rất là nhẹ, trong này nó có hộp nhông nha anh em, hộp nhông trong này có hộp nhông. Đó, hộp nhông bằng xi xích, hộp nhông rất là to luôn. Nó có nhớt cho nên đây nha. Đó, quay lên nha anh em. Con này là quay lên được gần 4 mét nha anh em, gần 4 mét. Đó. Gần 4 mét luôn nha. Mình khó quay quá. Đó, để anh quay cho anh xem. Đó. Wow, mã luôn. Quá dữ. Đó, quay lên nha. Đó. À, thì được mười mấy hai chục cây nha anh em. Đó. Quay lên này dây xích nè. Đó, anh em thấy không? Bằng dây sen. Đó. Trong này có cái trụ nhôm nha anh em, trụ bằng nhôm. Đó, trụ bằng nhôm nha. Đó, trụ bằng nhôm. Đó. Quay lên 3 khúc nha. Quay rất là nhẹ nhàng luôn nha. Trong này có trụ bằng inox luôn nha anh em. Đó, trụ bằng inox. Đó. Trụ 3 tầng, 4 tầng, đầy đủ. Trong này có mấy trụ nhôm nữa nha. Đó, trụ bằng nhôm. Rồi, anh em nào mua trụ thì trụ đèn, dàn đèn thì chế nha. Đó, thì liên hệ em. Đó. Rồi. Rồi, trong này mình có một chiếc xe nữa nha anh em. Đó, chiếc xe này nha. Đó. Chiếc xe này anh em về chế cháo vậy nè. Đó, bán rẻ cho anh em luôn. Đó, bánh xe. Bánh xoay được nha. Đó, bánh xoay được nè. Đó. Đó, anh em thấy không? Đó. Chiếc xe này để anh em 1,5 triệu nha. 1,5 triệu một cái nha anh em. 1,5 triệu. Đó, 4 cái tú nha anh em. 4 cái tú nè. Tú thì anh em lôi ra lôi vô được luôn. Đó. Đó, anh em thấy không? Quá đã luôn. Đó. 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 Lôi ra luôn. Đó. Này thì cái tú luôn nha, cái này để cái chốt của nó nè. Đó, anh em lôi ra. Lôi ra luôn nha. Đó. Đó, anh em thấy không? Đó thì chiếc này mình bán 1,5 triệu một chiếc nha anh em. 1,5 triệu chiếc này nha. Đó, 1,5 triệu cho anh em. Đó, 1,5 triệu nha. Rồi. Rồi thì con này thì mình đã này thì mình đã quay hết rồi nha anh em. Rồi, cảm ơn em đã xem hết video clip mình nha. Cảm ơn em đã bỏ thời gian theo dõi kênh của mình. Rồi anh em mình có báo giá rồi. Anh em nào mua cái loại nào thì hãy liên hệ qua số điện thoại của mình 0332416648 nha. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em xem xong lý thứ hai và có những lợi ích gì cho anh em đặt hàng thì hãy cho mình được like, được đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi, xin chào hẳn là anh em. Vào các video clip khác, xin chào hẹn lại, bye bye.